iPhone của anh nha. iPhone thì chúng ta sẽ có iPhone 12 Pro Max 256GB. Với mức giá hiện tại là 37.490.000 thì chúng ta sẽ được chương trình giảm trực tiếp 1.500.000 nếu các bạn mua tiền mặt, và trả góp thì chúng ta sẽ được góp 0% lãi suất các bạn nha. Yeah. Cầm nặng quá, nặng tiền. Đây. Còn chúng ta sẽ được tặng thêm một cái phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng để chúng ta mua thẻ cào, thẻ game, thuốc cổ đóng mới hỗ trợ 600.000 đồng. Mua gói bảo hiểm gửi vợ 6 tháng thì chúng ta sẽ được giảm 50%. Mua đồng hồ thì chúng ta sẽ được giảm 40% nếu như mua đồng hồ các bạn nha. Rất là tuyệt vời. Đây là con iPhone 12 Pro Max 256GB, 37.490.000 các bạn nha. Đây, hiện tại tại shop thì còn có màu xanh và màu vàng. Đây là phiên bản 128GB. Có mức giá là 32.990.000, giảm 1.000.000 hoặc góp 0% lãi suất các bạn nha. Còn chương trình khuyến mãi khác thì như nhau. Ở đây thì chúng ta sẽ có một con là 12 Pro màu xanh 256GB, có mức giá là 31.990.000. Ten, màu xanh. Pro thì nó sẽ có màn hình nhỏ hơn là 6.1 inch, nó bằng với con iPhone 11 các bạn, màn hình đó. Nhưng mà nó thiết kế vuông thì khi mà các bạn cầm trên tay á, nó sẽ có cảm giác là mỏng hơn xíu ha, nhưng mà hơi cứng tay. Thì máy này sẽ cho các bạn có chương trình trả góp 0% lãi suất hoặc giảm 2.000.000 nếu mà bạn mua tiền mặt. Đó, tặng phiếu hoàn 100.000, áp dụng mua thẻ game thẻ cào. Vâng vâng. Và mua gói bảo hiểm gói vỡ thì được hỗ trợ cho mình là 50%. iPhone 12 Pro 256GB 31.990.000. Đây là con màu vàng đây. Đây là con iPhone 12 Pro 128GB. Mức giá là 30.990.000. Mua tiền mặt giảm trực tiếp cho bạn 2.000.000, mua trả góp thì hỗ trợ góp 0% lãi suất. Rồi, mua gói bảo hiểm gói vỡ thì giảm 50%. Thu của nó mới hỗ trợ thêm 600.000 đồng, mua đồng hồ giảm 40%. Đây là một trong những chương trình khuyến mại tại shop ha. 30.990.000 mua góp, còn mua tiền mặt thì 28.990.000. Quá là tuyệt vời. Đó với dòng iPhone 12 Pro. Series 12 thì mình giới thiệu xong, tiếp theo là series 11 còn tại shop 3 con. Đó là iPhone 11 128GB màu xanh trắng đen, mức giá 19.990.000. Nếu mà các bạn mua tiền mặt giảm cho các bạn 1.500.000, còn các bạn mua trả góp thì hỗ trợ góp 100% lãi suất. Thu cổ mới hỗ trợ 600.000 đồng, mua gói bảo hiểm gửi vợ 6 tháng thì hỗ trợ 50%, mua đồng hồ giảm 40%. Đây là con iPhone 11 128GB 19.990.000 các bạn nha. Cái đó tuyệt vời đúng không nào. Qua đây theo Nguyệt, qua đây cho xem giá của một số dòng iPhone đã sử dụng. iPhone đã sử dụng thì tại shop Quyền thì nó sẽ có những cái dòng như là iPhone 12 Pro Max như con màu trắng như thế này, con màu trắng tinh khôi, trắng tinh, trắng nõn nè như thế này, còn bảo hành được 8 tháng các bạn nha. Mức giá là 28.970.000. Con máy này thì đẹp vô đói, đẹp vô tội dạ luôn, mới cũng vô tội dạ luôn. Cái bên là con iPhone 12 Pro 128GB màu xanh Dignite, đẹp cũng vô tội dạ luôn. Không, cái máy này thực chất là rất là mới. Bỏ ngủ luôn nè. Mà sắp hết pin rồi. Đây. Rất là đẹp. Ông em ánh lấp lánh kim sa học lụ. Thì con máy này có giá là 25.250.000, bảo hành 10 tháng. Rất là đẹp các bạn. Rất tiếc là những cái dòng iPhone đã sử dụng mới nó không có hỗ trợ cho chúng ta là góp 0% lãi suất, hầu như là góp có lãi hết. Nên mình khi mình bóp bụng mua trả góp á thì nó đẻ ra một cái nó muốn bằng mua cái máy mới à. Thôi nên mua máy mới luôn. Nên việc mua trả góp máy đã sử dụng thì cũng là một trong những cái việc mà đáng đo. Nếu mà các bạn mua tiền mặt hay là mình check được cái máy nó còn zin, còn ngon, còn chắc, tích trình tập thì mình có thể mình mua ha. Đấy, dòng iPhone thì hiện tại con Quyền đang cầm là iPhone 11 128GB. Nó có mức giá là 15.780.000. Đây là còn được bảo hành 8 tháng rưỡi, màu trắng ha. Nói chung con này rất là mới. Rất mới luôn. Đây là XR 64GB 10.590.000, màu đen, 5 tháng rưỡi bảo hành chính hãng. Hai con này là iPhone SE 2020 10.690.000, bảo hành 7 tháng rưỡi, con này 128GB, con này 64GB nè. 9.650.000, bảo hành 8 tháng. Ok ha. Vậy là Quyền vừa cập nhật giá xong đối với dòng iPhone